cả nhà đã trở lại với kênh Kim Tính Vlog nha. Hôm nay mình sẽ làm thử thách cái món chanh trộn và me trộn ăn nha. Hiện tại thì cả nhà ơi, hôm nay thì nguyên cái ngày nay trời mưa lâm râm nè, hiện tại đang trời mưa nè, mưa hồi sáng giờ ngập đường lộ luôn. Mưa lâm râm như vậy thì mình có nấu món bắp. Trời mưa lạnh lạnh nè, ở nhà thì chỉ có hai mẹ con thôi cho nên mình nấu một loại bắp, bắp Mỹ. Mình có trái hạnh nè, chanh không hạt nè, me, me này ngon lắm nghe nè. Một ký me thì mình đã để ra đây nửa ký rồi nè. Bây giờ đây mình có muối nè, muối đặc sản Tây Ninh. Rồi mình sắc hạnh nghe cả nhà. Đó. Ủa nó ra nước mà. Thấy không ngon. Ui, cái này ngon lắm. Mình sẽ cắt chanh đây. Đó, chiếc chanh này là chiếc chanh không hạt nè. Đó. Mình sắc đi ha. Đây, cái này để mình để cái dĩa đi. Đó, mình có dĩa đây. Chanh đó thì mình cũng đã sắc xong rồi, me mình cũng đã trộn xong. Bây giờ mình coi bắp nó chín chưa nha. Bắp này, bắp Mỹ đó, nấu là ngon hết sảy bà bảy rồi. Me này mình đã trộn đường xong nè cả nhà. Rồi xong cái mình sẽ trộn muối vô nha. Mình dùng muối này. Trộn đều lên, rắc nhiều quá thì nó mặn lắm. Rồi giờ mình trộn muối nè, xong rồi nè, bây giờ mình đổ ra nha. Cái này mình sẽ dời đi. Rồi bắt đầu mình sẽ mình không lắc mà cái này mình trộn vô luôn. Thôi mình không lắc luôn, mình chấm muối ăn đi. Đây, bây giờ mình
chấm đây. Rồi ăn nha. Ngon lắm cả nhà. Vỏ chanh nó không có đắng, tại cái này là chanh không hạt. Chua không? Sao vậy? Con sao ạ? Cả nhà. Chua quá. Dụng nó không có hộp. Nó không có hộp, nó ngon hơn nhưng mà nó hơi chua. Con ăn không quen không chua? Nãy giờ cô chưa quen, cô mới ăn chanh luôn á. Bé Tiền ăn gì bé Tiền? Ăn me. Rồi bé Tiền ăn được luôn hả? Chua không con? Con ăn thử chua. Không có chua. Không có chua hả? À? Rồi. Ngon. Rồi con ăn đi. Ăn ít thôi nha. Nãy bé Tiền ăn chanh luôn hả? Ăn chanh. Chua không? Chua. Sao mẹ ăn không có chua? Tại mẹ người lớn, con nít con không có biết ăn chanh. Rồi. Cái khẩu vị nó làm sao con? Khẩu vị me. Cay cay, ngọt ngọt. Thơm thơm á. Thơm thơm mùi gì? Mùi me. Đương nhiên. Đương nhiên mới thơm mùi me rồi. Cái trái me mà. Có giống ở ngoài làm không ta? Giống. Giống hả? Ừ. Cái khẩu vị ở ngoài làm với của mẹ con thích khẩu vị nào? Có giống nhau không? Hay là con thích khác nhau, cái chịu nhiều muối. Muối hả? Ở ngoài muối gì? Không có muối. Ở ngoài không có muối hả? Có đó, người ta để mà mình không biết á. Người ta muối gì á? Cái chua ngọt hả? Thơm mùi me hả? Thơm mùi nha, thơm mùi của trái me bát khác luôn. Cái này ngon quá nha. Mẹ ăn nữa. Hết hồn luôn hả? Chá thơm, mẹ ăn ngon mà. Chua thì có chua thiệt. Nhưng mà cay. Nhưng mà cay thì cũng có cay thiệt. Nhưng mà thơm. Thì cũng có thơm. Ăn tức hay không? Vậy xong luôn đó. Xong luôn hả? Giang chanh luôn nữa chắc chua chết luôn. Không được ăn chanh. Ăn chanh miếng dầu á. Ăn chanh miếng gì nhỏ. Nhỏ cho nó vừa, ăn chanh miếng lớn quá hậu chua chứ. Để mày gọt. Mày gọt cho tao. Trời, cô thích ăn nữa hả? Ngộ vậy á. Bé Tiền cũng thích ăn chanh nữa hả? Thôi. Ngon mà nó chua. Này có biết sao, lột con trái.
trái cắt bún cho ngon. Trái mà mình tự cạp luôn á. Ôi. Nó ghê đó nha. Ghê à? Cái đó là đã luôn. Khoan. Mẹ con bé mất tiền cả nhà. Con bé mất tiền nè. Cạp mà giờ nè, còn sớm nè. Cắm ăn mới được không? Chua. Chua là mình chua. Phải thơm chấm muối à. Chua là mình chua. Ăn giỏ nó hơn. À? Chua hả? Chua. Ngon lắm á. Chị chanh. Hạnh ăn gì à? Ăn ngon được không? So ra mọi người, trái hạnh, thường thường mình ăn trái hạnh thì rất ngon phải không? Nhưng mà so với hạnh với chanh đó, thì chanh ăn ngon hơn. Để mình thử mình là lột một trái chanh nha, trái chanh mình không ăn vỏ chứ ngon. Luôn á. Chứ nhà lòng có cho cái tiền ăn đâu. Chanh nhưng mà nó giống như quýt vậy đó. Nãy giờ mình ăn nè. Sao nó ra từng muối vậy? Mẹ biết đâu. Nó ra như. Ồ, nè bắt tiền coi nghe coi mẹ ăn này nha. Đã chưa, đã chưa, đã chưa, đã chưa, đã chưa. Đã chưa, đã chưa. Bữa tiền ơi, rất là ngon, rất là ngon. Ô cha cha, ô la la. Bữa tiền xin mẹ, mẹ cũng không có cho bữa tiền đâu nè nha. Mẹ chấm này nha. Trời ơi. Ôi trời. Nè. Sao bữa tiền muốn gì? Ngon đó. Éo rồi. Nửa này, nửa này, nửa này. Đừng có chấm hù con rồi nha. Mình nhiễu nước miếng đúng không? Ôi trời ơi. Khó quá vậy. Rồi cả nhà ơi, bây giờ bắp chắc nó cũng đã chín rồi ha. Bây giờ mình gấp bắp ra coi. Rồi mình gấp bắp ra đây. Trời ơi. Đến lúc này thì nó thơm bát ngát luôn rồi. Ủa khó vậy nè. Bắp mà nó khó vậy nè cả nhà. Cả nhà ơi bắp nè. Trời mới mưa tạnh nên mình ăn bắp thôi. Có thể ăn bắp không? Chút xíu đi. Mẹ sẽ chặt ra cho bắp tiền ha. Dạ. Thơm.
cả nhà. Bóp khó không? Mà cho bát chỉ có 20 ngàn thôi. Bao nhiêu đây là 20 ngàn nè cả nhà. Chỉ có 20 ngàn thôi mà một mâm bắp vậy. Cả nhà ơi, mình cũng xin cảm ơn các cả nhà đã dành chút ít thời gian để xem video mới của mình. Hôm nay thì cái thử thách của mình là ăn chanh và me. Thì đến đây là kết thúc. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ và thành công trong công việc nhé. Chào cả nhà.